Xin chào các em, cô rất vui được gặp lại các em trong tiết học ngày hôm nay. Cô xin giới thiệu, cô tên là Dương Thị Diễm My, là giáo viên đang công tác tại trường tiểu học B Châu Lăng. Đến với buổi học hôm nay, cô trò chúng ta cùng đi vào tìm hiểu bài 24 Giải đồng bằng Duyên Hải miền Trung nằm trong phân môn lịch sử địa lý lớp 4. Bây giờ chúng ta cùng đi vào bài học nhé. Qua bài học này, các em cần nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu của đồng bằng Duyên Hải miền Trung và chỉ được vị trí đồng bằng Duyên Hải miền Trung trên bản đồ tự nhiên Việt Nam. Các bạn học sinh hoàn thành tốt cần giải thích được vì sao các đồng bằng Duyên Hải miền Trung nhỏ và hẹp xác định được trên bản đồ dãy núi Bạch Mã, khu vực Bắc Nam dãy núi Bạch Mã. Vậy, bây giờ chúng ta cùng đi khám phá giải đồng bằng Duyên Hải miền Trung nào. Chúng ta đi vào hoạt động 1, các đồng bằng nhỏ hẹp với nhiều cồn cát ven biển. Các em quan sát cho cô hình 1 lượt đồ giải đồng bằng Duyên Hải miền Trung và xác định cho cô vị trí giới hạn của các đồng bằng Duyên Hải miền Trung. Quan sát lục đồ chúng ta cũng thấy được đồng bằng nằm sát ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, phía Bắc giáp với đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam giáp với đồng bằng Nam Bộ, phía Đông giáp với Biển Đông, phía Tây giáp với dãy Trường Sơn. Quan sát lục đồ dãy đồng bằng Duyên Hải miền Trung, các em hãy đọc tên các đồng bằng Duyên Hải miền Trung theo thứ tự từ Bắc vào Nam. Thứ tự các đồng bằng Duyên Hải miền Trung từ Bắc vào Nam là đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh, đồng bằng Bình Trị Thiên, đồng bằng Nam Ngãi, đồng bằng Bình Phú Khánh Hòa, đồng bằng Ninh Thuận Bình Thuận. Cô chúc mừng các bạn có đáp án đúng nhé. Các em mở cho cô sách giáo khoa trang 136, đọc thông tin trong sách giáo khoa. Các đồng bằng Duyên Hải miền Trung nhỏ, hẹp vì các dãy núi lan ra sát biển. Ven biển thường có các cồn cát cao 20 đến 30 mét. Nhân dân ở đây trồng phi lao để ngăn gió di chuyển các cồn cát vào sâu trong đất liền. Những vùng thấp trũng ở cửa sông, nơi có dôi cát dài chắn phía biển thường tạo nên các đầm phá. Vậy, dựa vào thông tin các em đã đọc được, hãy cho cô biết các đồng bằng Duyên Hải miền Trung có đặc điểm gì, tại sao lại có đặc điểm đó? Chúng ta thấy được các đồng bằng Duyên Hải miền Trung ở đây nhỏ và hẹp, lý do là vì các dãy núi lan ra sát biển. Sau đây cô cho các em xem một số hình ảnh về núi lan ra sát biển ở đồng bằng Duyên Hải miền Trung. Các em cùng quan sát nhé! Còn đây là hình ảnh về cồn cát. Vậy, ở ven biển có những cồn cát cao như thế thường xảy ra hiện tượng gì? Người dân đã làm như thế nào? Các em quan sát hình ảnh bên dưới và tìm câu trả lời cho cô nhé! Chúng ta thấy được các cồn cát cao như thế lâu ngày sẽ bị gió thổi di chuyển vào sâu trong đất liền. Cho nên, để ngăn chặn hiện tượng này thì người dân ở đây đã trồng phi lao để ngăn gió di chuyển các cồn cát vào sâu trong đất liền.
Sau đây chúng ta cùng xem một số hình ảnh về rừng phi lao nhé. Dựa vào lượt đồ trên màn hình, các em hãy kể tên các đầm phá ở Thừa Thiên Huế. Ở đây có phá Tam Giang và đầm Cầu Hai. Sau đây cô sẽ cho các em xem một số hình ảnh về phá Tam Giang. Còn đây là đầm Cầu Hai. Qua nội dung các em vừa được tìm hiểu, em hãy nêu đặc điểm địa hình của dải đồng bằng duyên hải miền Trung. Qua đó chúng ta thấy được các đồng bằng duyên hải miền Trung thường nhỏ, hẹp, nằm sát biển, nối với nhau tạo thành dải đồng bằng có nhiều cồn cát và đầm phá. Các em cùng xem lại kết luận và đọc thầm lại nhé. Vậy, với đặc điểm địa hình là các đồng bằng nhỏ hẹp với nhiều cồn cát ven biển, thì nơi đây khí hậu sẽ có sự khác biệt như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu hoạt động 2. Khí hậu có sự khác biệt giữa khu vực phía Bắc và phía Nam. Các em mở cho cô sách giáo khoa trang 136. Dựa vào lực đồ dải đồng bằng duyên hải miền Trung, em hãy chỉ dãy núi Bạch Mã và đèo Hải Vân cho cô nhé. Đây là dãy núi Bạch Mã. Còn đây là đèo Hải Vân. Cô chúc mừng các bạn có đáp án đúng. Tiếp theo, em hãy đọc tên hai thành phố nằm ở phía Bắc và phía Nam dãy núi Bạch Mã. Thành phố nằm ở phía Bắc dãy núi Bạch Mã là tỉnh Thừa Thiên Huế. Thành phố nằm ở phía Nam là Đà Nẵng. Đây là hình ảnh về dãy núi Bạch Mã. Còn đây là hình ảnh về đèo Hải Vân. Các em cùng cô đọc thông tin sách giáo khoa trang 136. Dãy núi Bạch Mã kéo dài ra đến biển, nằm giữa Huế và Đà Nẵng, tạo thành bức tường chắn gió mùa đông bắc thổi đến, làm cho từ phía nam của núi này không có mùa đông lạnh. Để vượt dãy núi Bạch Mã, đường bộ phải qua đèo Hải Vân hiểm trở, nay có thêm đường hầm Hải Vân, giúp cho giao thông được thuận tiện hơn. Dựa vào thông tin chúng ta vừa đọc, theo em, đi đường bộ từ Huế vào Đà Nẵng hoặc ngược lại, thì ta đi bằng cách nào? Để đi đường bộ từ Huế vào Đà Nẵng hoặc ngược lại, thì ta đi qua đèo Hải Vân. Quan sát tranh trên màn hình và mô tả đoạn đường vượt núi trên đèo Hải Vân cho cô nhé. Chúng ta thấy được đèo Hải Vân nằm trên sườn núi, đường uốn lượn, bên trái là sườn núi cao, bên phải là sườn núi dốc xuống. Chính vì đường đèo Hải Vân hiểm trở
với những đoạn đường dốc xuống nguy hiểm nên đã gây ra không ít những vụ giao thông nghiêm trọng, cho nên người ta đã xây dựng thêm đường hầm Hải Vân. Sau đây cô sẽ cho các em xem một số hình ảnh về đường hầm Hải Vân. Vậy, theo các em, đường hầm Hải Vân có lợi gì so với đường đèo? Chúng ta dễ dàng thấy được, khi xây dựng đường hầm Hải Vân sẽ giúp cho giao thông được lưu thông thuận lợi hơn và hạn chế những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đó là sự hiểm trở của đèo Hải Vân, vậy còn dãy núi Bạch Mã chắn ngang đồng bằng duyên hải miền Trung thì sẽ gây ra những khó khăn gì? Các em quan sát tranh trên màn hình cho cô. Và trả lời cho cô câu hỏi, hãy so sánh khí hậu ở phía Bắc và phía Nam dãy núi Bạch Mã. Chúng ta thấy được, dãy núi Bạch Mã kéo dài ra đến biển, nằm giữa Huế và Đà Nẵng, đã tạo thành bức tường chắn gió mùa đông Bắc thổi đến, làm cho từ phía nam của núi này không có mùa đông lạnh. Các em mở sách giáo khoa trang 137, đọc thông tin cùng cô nhé. Vào mùa hạ, đồng bằng miền Trung mưa ít, không khí khô, nóng, làm đồng ruộng nứt nẻ, sông hồ cạn nước. Trong khi đó, những tháng cuối năm thường có mưa lớn và bão. Mưa bão làm nước sông dâng lên đột ngột, đồng ruộng bị ngập lụt, nhà cửa, đường giao thông bị phá hoại, gây thiệt hại về người và của. Dựa vào thông tin vừa đọc, em hãy nêu đặc điểm của mùa hạ và những tháng cuối năm của dãy đồng bằng duyên hải miền Trung. Các em quan sát bản sao, chú ý tìm hiểu cho cô về lượng mưa, không khí, cây cỏ, sông hồ, đồng ruộng. Sau đây là đặc điểm mùa hạ và những tháng cuối năm của dãy đồng bằng duyên hải miền Trung. Vào mùa hạ, mưa ít. Còn những tháng cuối năm thì mưa nhiều, lớn, có khi có bão. Về không khí, mùa hạ khô, nóng. Những tháng cuối năm lạnh. Về cây cỏ, sông hồ, đồng ruộng. Mùa hạ cây cỏ khô héo, sông hồ cạn, đồng ruộng nứt nẻ. Nhưng ngược lại vào những tháng cuối năm, nước sông dâng cao, đồng ruộng, nhà cửa bị ngập lụt, thiệt hại nhiều về người và của. Với đặc điểm khác biệt như vậy, thì khí hậu có thuận lợi cho người dân sinh sống và sản xuất không? Chúng ta thấy khí hậu ở đồng bằng duyên hải gây khó khăn cho người dân sinh sống và sản xuất vì hạn hán, nạn gió cát, rét muộn và thậm chí là bão lụt thường xuyên. Đây là hình ảnh người dân khổ sở vì nạn hạn hán, đồng ruộng nứt nẻ, khô cằn. Còn đây là những tháng cuối năm lũ lụt triền miên, nhà cửa bị ngập lụt. Vậy, vào mùa hè, lượng mưa ít nên độ ẩm không khí thấp, không khí khô, nóng làm ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ khô héo. Vào những tháng cuối năm, đồng bằng duyên hải miền Trung có gió thổi từ biển vào, mang theo nhiều hơi nước. Mưa nhiều do sông ở đây thường nhỏ và ngắn nên thường có lụt,
Nước đổ xuống đồng bằng gây lũ lụt đột ngột. Các em xem lại kết luận và đọc thầm cho cô nhé. Hàng năm, người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung đều phải đối mặt với những cơn bão lụt. Vậy, chúng ta cần phải làm gì để giúp đỡ những người dân ở đây? Đây là hình ảnh các chiến sĩ và các nhà hảo tâm cứu trợ đồng bào miền Trung. Đây là các bạn học sinh quyên góp sách vở cũ, quần áo, ủng hộ đồng bào miền Trung. Vậy, qua nội dung vừa tìm hiểu, các em hãy nhắc lại cho cô biết đồng bằng duyên hải miền Trung có đặc điểm như thế nào và khí hậu ra sao? Ở đồng bằng duyên hải miền Trung có nhiều cồn cát, đầm phá và khí hậu thì có sự khác biệt giữa khu vực phía Bắc và phía Nam. Chúng ta cùng đi đến kết luận. Duyên hải miền Trung có nhiều đồng bằng nhỏ với những cồn cát và đầm phá. Mùa hạ, tại đây thường khô, nóng và bị hạn hán. Cuối năm thường có mưa lớn và bão dễ gây ngập lụt. Khu vực phía Bắc dãy núi Bạch Mã có mùa đông lạnh. Các em đọc lại ghi nhớ cho cô nhé. Sau đây cô mời các em cùng với cô chơi một trò chơi nhé. Trò chơi ai nhanh ai đúng. Câu hỏi số 1. Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì A. Núi lan ra sát biển. B. Có rừng phi lao. C. Có đường đèo Hải Vân. Các em hãy chọn đáp án đúng. Đáp án chính xác, núi lan ra sát biển. Chúc mừng các em nhé! Câu 2. Nêu đặc điểm địa hình của dải đồng bằng duyên hải miền Trung. A. Đồng bằng nằm ven biển có nhiều dãy núi. B. Có nhiều đồng bằng nhỏ với những cồn cát và đầm phá. C. Đồng bằng có núi lan ra sát biển. Các em hãy chọn đáp án đúng nào! Đáp án chính xác là câu B, có nhiều đồng bằng nhỏ với những cồn cát và đầm phá. Chúng ta cùng tiếp tục nào. Câu 3. Mùa hạ ở duyên hải miền Trung như thế nào? A. Lạnh. B. Có nhiều mưa. C. Khô, nóng và bị hạn hán. Đáp án đúng là câu C, khô, nóng và bị hạn hán. Cô chúc mừng các bạn có đáp án đúng nhé. Câu số 4. Những tháng cuối năm ở đồng bằng duyên hải miền Trung thời tiết như thế nào? A. Rất lạnh. B. Khô nóng. C. Có mưa lớn và bão dễ gây ngập lụt. Chính xác là câu C, có mưa lớn và bão dễ gây ngập lụt. Chúc mừng các em! Chúng ta đã được tìm hiểu về đặc điểm địa hình và khí hậu ở dải đồng bằng duyên hải miền Trung. Cô hy vọng tiết học này sẽ bổ ích đối với các em, giúp các em có thêm kiến thức mới và vững vàng hơn trong quá trình học tập của mình. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em. Bây giờ, xin chào và tạm biệt các em. Hẹn gặp lại trong tiết học tiếp theo nhé.